Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 3 người. Để hạn chế thấp nhất tình hình tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 1.023 trường hợp vi phạm, tạm giữ 254 phương tiện vi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Nguyễn Văn Tuấn, hộ khẩu thường trú ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, và Trần Minh Hiếu, hộ khẩu thường trú khu 3, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Tuấn và Hiếu quen biết nhau và sinh sống bằng nghề làm thuê. Khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2019, hai đối tượng đón xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Tân An, tỉnh Long An để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực ấp Bình Can 1, xã Bình Thành, huyện Thủ Thừa, cả hai phát hiện nhà của bà Nguyễn Thị Anh, ngụ ấp Dàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, cách quốc lộ 1A khoảng 100m, cửa khóa không có người trông coi. Tuấn và Hiếu phá cửa, chui vào bên trong, lấy một máy nông ngư cơ nhãn hiệu Mitsubishi, đẩy ra quốc lộ 1A hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực ấp 6 xã Nhân Thành, huyện Thủ Thừa thì bị lực lượng tuần tra 09 công an tỉnh Long An kiểm tra. Cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các đồng chí, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủ Thừa vừa ra quyết định truy nã hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủ Thừa ra quyết định truy nã đối tượng Ngô Hải Đăng, sinh năm 1988, ngụ đường Sương Việt Anh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Đăng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có một tiền án chưa xóa án tích. Cùng một đối tượng khác trộm bình ắc quy trên xe ô tô biển số 51C45747 của anh Nguyễn Tấn Đạt đem bán được 300.000 đồng chia nhau tiêu xài. Hiện đối tượng Đăng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủ Thừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Tấn Kiệt, sinh năm 1992, ngụ ấp 6, xã Thành Đức, huyện Bến Lức. Trước đó, Kiệt cùng với một đối tượng khác đến ấp 3 xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, phát hiện chòi canh ruộng của ông Trần Văn Phùng không người trông giữ, trộm xe mô tô đem đi cầm được 1 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sau khi gây án, đối tượng Kiệt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủ Thừa. Số điện thoại 02723 864 217.